Chào mừng các em đến với tiết học vật lý 7 của thời gian. Trước khi vào bài mới, chúng ta nhắc lại một số kiến thức cũ của bài trước. Ta nắm được chắc chắn điện là chắc cho dòng điện đi qua, chắc cách điện là chắc không cho dòng điện đi qua. Ví dụ, chắc chắn điện là bạc, đồng, vàng. Em thấy đa số chắc chắn điện là kim loại. Chắc cách điện là nhựa, sứ, thủy tinh. Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Giờ mấy em nhìn vào đây là cái mô hình về mạch điện trong gia đình của chúng ta. Vậy thì ta thấy trong thực tế với những mạch điện phức tạp như mạch điện trong gia đình, mạch điện trong xe máy, ô tô, vân vân, các thợ điện phải căn cứ vào đâu để có thể mắc các mạch điện đúng như yêu cầu cần có. Vậy thì bài học này sẽ giải quyết vấn đề đó, là chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài 21, đó là sơ đồ mạch điện, chiều nguồn điện. Đầu tiên ta sẽ đi tìm hiểu một la mã sơ đồ mạch điện. Mục A, ta sẽ đi tìm hiểu ký hiệu của một số bộ phận mạch điện. Đây là nguồn điện, là pin hoặc là ắc quy. Vậy thì ký hiệu của nó gồm một cái vạch dài là thể hiện cực dương, vạch ngắn thể hiện cực âm và hai dây dẫn nói ra. Đây là hai nguồn điện mắc nối tiếp, hay gọi là bộ pin, bộ ắc quy. Đây ký hiệu. Vậy thì ở nguồn điện này chúng ta sẽ thấy gồm có hai pin. Vậy thì nó sẽ gồm hai cực dương và hai cực âm. Này cực dương, này cực âm, dương và cực âm. Ký hiệu dấu cộng và trời thì dẫn lấy ra. Tiếp theo là ký hiệu và bóng đèn. Bóng đèn ký hiệu đó là vòng tròn và chéo và hai dây dẫn lấy ra. Tiếp theo là ký hiệu về dây dẫn, đó là một cái đường thẳng. Tiếp theo là ký hiệu công tắc. Hay trong cái chương trình vật lý ta thường gọi là khóa K. Bây giờ công tắc đóng. Em thấy ta vẽ là hai chấm tròn, xong cái vạch nối giữa hai chấm này đó là thể hiện cái công tắc và hai dây dẫn nối ra, hàng hợp công tắc đóng. Đây công tắc mở. Tắc mở thì cái vạch nối giữa hai cực này nó sẽ không tiếp xúc với nhau. Vậy thì để đơn giản hiểu khi nào công tắc đóng, công tắc mở, để đơn giản mấy em nắm cái thầy đó là đóng cửa và mở cửa. Vậy thì đóng cửa lại thì đó chính là công tắc đóng, mở cửa ra đó là công tắc mở. Giờ anh ta tìm hiểu tiếp mục 2 sơ đồ mạch điện. Cái số 1, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng các ký hiệu ở trên, có nghĩa là các ký hiệu vừa tìm hiểu ở mục A. Ta vẽ lại cái sơ đồ mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này. Này là cái hình, em quan sát. Đây gồm có nguồn điện. Ở đây nguồn điện gồm hai pin, một khóa K, bóng đèn. Ở đây nguồn điện ta chốt màu xanh, ký hiệu cực âm, chốt màu đỏ, ký hiệu là cực dương. Vậy thì từ cái mô hình mạch điện này ta thể vẽ thành cái sơ đồ. Này, ở đây nguồn điện gồm hai pin, cực dương, cực âm, dương, cực âm. Và dây dẫn lấy ra. Đây là khóa K. Khóa K đây là khóa K mở. Tương tự bóng đèn. Vậy thì chúng ta sẽ dùng dây dẫn nối các thiết bị này lại. Hiện từ nguồn điện ta nối qua khóa K, nối qua bóng đèn, đèn trở về âm của nguồn điện. Vậy thì từ cái sơ đồ mà điện hình 19.3 vừa vẽ, ta vẽ một sơ đồ khác bằng cách là anh ta đổi vị trí các ký hiệu. Đây các ký hiệu, ví dụ nguồn điện, khóa K, bóng đèn, ta thay đổi vị trí của nó. Bây giờ khóa K nằm ở vị trí bên cực dương của nguồn điện, này sẽ thay đổi qua nằm ở vị trí cực âm của nguồn điện. Cách thứ hai là mình có thể thay đổi vị trí nguồn điện nằm phía
phía dưới, ta đưa khóa K và ống đèn lên vị trí phía trên. Tương tự, ta có thể vẽ nhiều cái mạch điện khác. Giờ chúng ta sẽ đi qua mắt mạch điện theo đúng sơ đồ đã vẽ câu C2. Câu C2 là hình A ta vừa vẽ. Đầu tiên, ta sẽ tiến hành kiểm tra đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kính và đèn sáng. Này, sơ đồ mạch điện hình A ta vừa vẽ. Giờ mấy em sẽ quan sát thí nghiệm của thầy. Giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp sơ đồ mạch điện, lắp mạch điện như sơ đồ mạch điện hình 19.3, sách giáo khoa trang 54. Ở đây mạch điện của chúng ta gồm có nguồn điện. Nguồn điện ở đây cực màu xanh là cực âm, hai chốt màu đỏ đây là cực dương. Và ở đây là khóa K và có ống đèn và 6 dây dẫn, 3 dây đỏ và 3 dây màu xanh. Giờ chúng ta sẽ tiến hành đi lắp mạch điện. Giờ mấy em nhớ các ký hiệu mỗi một cái dụng cụ điện vậy thì chúng ta sẽ lấy ra được hai sợi dây dẫn, hai đầu dây dẫn. Giờ chúng ta sẽ lắp cái mạch điện, mấy em quan sát. Ở nguồn điện ta sẽ lấy ra hai đầu dây dẫn, đó là một cực dương, một cực âm. Tương tự ở khóa K chúng ta cũng lấy ra được hai đầu dây dẫn. Ở bóng đèn chúng ta cũng lấy ra hai đầu dây dẫn. Giờ chúng ta sẽ bố trí cái mạch điện như hình 19.3. Ở đây gồm có nguồn điện, ta sẽ bố trí khóa K. Ta sẽ lắp vị trí này bóng đèn. Vậy thì dựa vào hình 19.3 chúng ta thấy từ cực dương của nguồn điện sẽ nối qua khóa K là ngay vị trí chốt màu đỏ. Hai này sẽ nối với nhau. Chúng ta có thể nói bằng cách chúng ta chập hai đầu dây dẫn chúng ta vừa lấy ra lại, chập lại với nhau. Đó là một cách. Còn để cho đẹp hơn, ta có thể nói trực tiếp từ cái nguồn điện qua khóa K, ta sẽ bỏ bớt đi một dây dẫn. Ta làm tương tự, ta nói từ cực còn lại, dây dẫn còn lại từ khóa K qua bóng đèn, và đầu dây dẫn còn lại từ bóng đèn trở về cực âm của nguồn điện là chốt màu xanh. Ta lắp như vậy thì chúng ta sẽ được cái mạch điện nó sẽ rất đẹp. Ta bật nguồn điện lên, khi khóa K mở thì đèn thơm sáng, khi chúng ta đóng khóa K lại thì đèn lúc này nó phát sáng. Vậy thì chúng ta rõ là có dòng điện chạy qua bóng đèn. Giờ tương tự chúng ta là tiến hành lắp cái sơ đồ mạch điện mới bằng cách là chúng ta thay đổi vị trí của khóa K và bóng đèn. Ta thay đổi vị trí khóa K với bóng đèn với nhau. Thì ta lấy dây dẫn màu đỏ, ta nói từ cực dương của nguồn điện tới bóng đèn, từ bóng đèn ta sẽ nói qua khóa K. Từ khóa K ta sẽ nói trở về cực âm của nguồn điện. Ta bật nguồn lên, khi khóa K mở thì đèn không sáng. Lúc này không có dòng điện chạy qua, khi ta đóng khóa K lại thì đèn phát sáng. Lúc này nó sẽ có dòng điện chạy qua và bóng đèn. Vậy thì qua hai cái thí nghiệm này chúng ta rút ra được kết luận như sau: mặc dù thay đổi vị trí các bộ phận trong mạch thì khi đóng khóa K vẫn đảm bảo mạch điện kính và đèn sáng. Và chúng ta rút ra được kết luận
mạch điện có thể mô tả bằng sơ đồ, và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng. Vậy em quan sát đây là một cái mạch điện, và từ cái mạch điện này ta có thể vẽ thành một cái sơ đồ. Này gồm nguồn điện, khóa ca, cực âm nối với khóa ca, ca mở, bóng điện. Ngược lại, từ cái sơ đồ mạch điện này ta có thể lắp thành một cái mạch điện tương ứng. Em nhìn, ta phải lắp ngược lại thành một cái mạch điện tương ứng như thế này. Giờ chúng ta tìm hiểu tiếp phần 3, 2 la mã, chiều dòng điện. Ta quy ước chiều dòng điện. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Mấy em nhìn vào đây là sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện nó sẽ đi từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Vậy thì dòng điện mà cung cấp bởi ắc quy hay pin có chiều không đổi gọi là dòng điện một chiều. Giờ chúng ta sẽ đi so sánh chiều dòng điện và chiều dịch chuyển của các electron tự do trong kim loại. Nếu em biết electron tự do mang điện tích âm thì nó sẽ bị cực dương của pin hút và cực âm của pin đẩy. Bạn trước ta đã tìm hiểu đây là chiều dịch chuyển của các electron tự do. Còn chiều dòng điện thì chúng ta biết nào, chiều đi từ cực dương qua dây dẫn các dụng cụ điện trở về cực âm của nguồn điện. Vậy thì mấy em thấy như thế nào? Chiều của dòng điện và chiều dịch chuyển của các electron tự do trong kim loại là ngược chiều nhau. Chương C5, bây giờ chúng ta hãy dùng cái mũi tên như trong cái sơ đồ hình 21.A để biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện hình 21.1, B, C và D. Đây, mấy em thấy, theo quy ước thì chiều điện đi từ cực dương qua dây dẫn các dụng cụ điện, bóng đèn, khóa ca trở về cực âm của điện. Vậy thì dựa vào đó, ta có thể vẽ được sơ đồ chiều dòng điện của hình B và chiều dòng điện của C và chiều dòng điện của D. Bây giờ phần 3 la mã làm ta tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin thường dùng dạng ống tròn vỏ nhựa như hình 21.2. Đây là cấu tạo hoạt động của đèn pin. Em thấy pin ở đây ta xác định nguồn điện đây gồm mấy pin, cực âm, cực dương nằm ở vị trí nào, bóng đèn và công tắc hay chính là khóa ca. Vậy thì mình coi nguồn điện gồm mấy chiếc pin, ký hiệu nào tương ứng với nguồn điện này, cực dương của nguồn điện được lắp về phía đầu hay cuối của đèn pin. Và từ đó chúng ta vẽ cái sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng mũi tên ký hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch điện này khi công tắc đóng. Này, mấy em dựa vào đây, mấy em sẽ vẽ lại cho thầy cái sơ đồ mạch điện của đèn pin. Mấy em có thể tự làm. Vậy thì qua bài học hôm nay, ta cần ghi nhớ những vấn đề gì? Nhất là nắm và vẽ được các ký hiệu của một số bộ phận mạch điện. Hai, mạch điện được mô tả bằng sơ đồ, và từ sơ đồ mạch điện ta có thể lắp được cái mạch điện tương ứng, hoặc là từ cái mạch điện tương ứng ta có thể vẽ lại thành một cái sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Vậy thì về nhà ta sẽ làm tiếp, nhất là học một phần ghi nhớ, xem làm bài tập trong sách giáo khoa kết hợp với tài liệu của thầy, xem bài 22, 23 các tác dụng của dòng điện, xem coi dòng điện có các tác dụng gì, và chúng ta soạn bài và xem cái phần chuông điện. Phần này là đọc thêm, nhưng phần này rất hay, các em sẽ cố gắng tìm hiểu hoạt động của chuông điện. Rồi,
Cuối cùng, thầy xin chúc các em học tốt và hẹn các em ở tiết học tiếp theo. Chào các em.